Nago là một trong những rider xuất hiện từ đầu phim và xuất hiện xuyên suốt cả series, nữ chính của toàn bộ series Kiss. Bản thân cô là người sở hữu rất nhiều chiếc rare buckle cơ bản. Tận tới vòng chơi thứ hai cô mới có được sức mạnh tương thích với mình là Big Buckle. Những chiếc rare buckle được cô sử dụng bao gồm Claw, Helicopter không phát huy được phần lớn sức mạnh của cả hai chiếc buckle đó. Chỉ có riêng Hammer, một trong những chiếc rare buckle được xuất hiện từ đầu phim, thời điểm mà chúng vẫn còn nhiều đất diễn. Thậm chí đây cũng là một vật phẩm được bán kèm cùng với design driver, nên nó được nhà sản xuất ưu tiên rất nhiều. Tạo hình cho Nago ở phần thân trên như bao chiếc rare buckle cơ bản, với hai đường dây chéo màu hồng cũng như biểu tượng hammer ở phần ngực. Vũ khí cô được ban tặng từ chiếc hammer, không phải là một chiếc búa mạnh mẽ và khổng lồ. Nhìn hệt như một chiếc búa đồ chơi dành cho trẻ em, với sức công phá cũng có phần nào mạnh mẽ. Cô đã tận dụng nó để đánh bại hầu hết những tên zombie trong vòng chơi thứ hai của Design Rendrit. Sát thương cũng như phạm vi tấn công không phải điểm mạnh của nó. Điều dớt dát lại duy nhất từ Hammer có lẽ chỉ đến từ màu hồng hợp với một rider nữ, cũng như khả năng của nó khi kích hoạt cùng với Boot Buckle. Trong vòng chơi zombie, Nago đã bị Dapan lừa và bị tấn công bởi đám Yamato zombie. Cô đã bị lây nhiễm một căn bệnh mà gần như sẽ biến bản thân thành thây ma. Khi trở về nơi duy nhất mà cô còn tin tưởng là nhà của mình, mẹ cô lại đưa ra một quyết định vô cùng tàn khốc. Con gái cưng của bà ta tham gia một trò chơi khiến cô ấy mất khỏi định vị, làm cho người mẹ vô cùng phẫn nộ và xóa hết toàn bộ những video mà Nago đã dày công xây dựng trên kênh YouTube của mình. Tuyệt vọng từ cả trò chơi đến cuộc sống, cô đã dần như từ bỏ để bản thân trở thành zombie và thất bại trong trò chơi của Design Rendrit. May mắn cô đã được Kiss cũng như Tycoon hỗ trợ. Với lòng tốt và sự bao dung của bản thân, Tycoon đã trao tặng cho Nago chiếc Boot Buckle. Trận chiến cuối cùng với đám zombie, cô đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để kích hoạt Hammer cùng với Boots. Trong trạng thái phần thân dưới, Boots chỉ giúp cho Nago gia tốc và di chuyển linh hoạt hơn như một con mèo đích thực. Nhưng khi chuyển hóa Revolon lên phần thân trên, nó mới kích hoạt khả năng thật sự của Hammer. Hammer từ một chiếc búa mini nhìn hệt như đồ chơi đã trở thành một chiếc búa khổng lồ với cán cầm cực dài, nhìn như một chiếc quyền trượng của một vị pharaoh. Cùng với năng lượng từ Boots, phần đầu búa mở ra một động cơ phản lực. Với vũ khí này cũng như Boots, cô tấn công ở phạm vi cực kỳ rộng, gây sát thương không phải lên cả kẻ thù mà đến cả những vật thể xung quanh cũng như mặt đất, tạo ra những cơn địa chấn dọn sạch đám Yamato zombie. Đòn tất sát của cô, Boots Hammer Grand Victory. Nago vung chiếc búa với động cơ phản lực, tạo ra những xung chấn làm kẻ thù văng xa. Cô tiếp tục vung búa bằng sức mạnh từ lực đẩy của động cơ phản lực, thiêu rụi chúng bằng sức mạnh từ Boost.